Xin chào các bạn, hôm nay Bếp Son trở lại với một món ăn rất là đặc biệt. Đó là món cá bớp nướng muối ớt. Thì đây là một món ăn mình có thể là dùng ăn nhậu và uống bia thì rất là ngon đó. Nguyên liệu của món ăn này thì hiện mình đang có sẵn cá bớp, vì vậy là mình sẽ dùng cá bớp. Tuy nhiên thì các bạn có thể sử dụng các loại cá khác, thịt mềm, béo là mình có thể sử dụng trong cái món cá bớp nướng muối ớt này. Thì bên cạnh đó thì mình sẽ dùng muối tôm, ớt sừng để cho màu nó đẹp. Và ớt cay thì nếu như mọi người ăn được cay thì mọi người có thể cho thêm dầu hào, hạt tiêu và một chút dầu ăn. Bởi vì trong món này thì mình sẽ sử dụng nồi chiên không dầu để nướng. Bây giờ đã đủ nguyên liệu rồi, mình hãy cùng nhau làm món ăn này nhé. Đầu tiên thì mình sẽ đi chế cái phần muối ớt nhá, để mình ướp vào cá. Thì mọi người có thể dùng muối trắng này, muối trắng cũng được. Mình thì mình thích dùng muối tôm vì mùi nó sẽ rất là thơm, nó có thơm mùi thơm của tôm nữa vào. Khoảng 500g thì mình dùng khoảng một thìa muối này. Bây giờ đến phần ớt. Ớt này thì mình sẽ dùng ớt sừng, một phần ớt sừng để cho nó có cái màu đỏ đẹp cho món ăn của mình nó hấp dẫn. Còn để phần tạo cay ý, thì mình sẽ dùng cái ớt cay nhá. Thì tùy độ cay mình cho vào, nhưng mà cái ớt sừng này thì mình cắt vào đây khoảng 2 quả để cho nó mình dã lên màu nó rất là đỏ, rất là đẹp. Và món ăn của chúng ta nhìn sẽ rất là bắt mắt. Và bây giờ mình sẽ dã đều cái này ra. Mình dã khoảng mấy nhát thôi là nó đã nhuyễn ra như thế này. Nếu các bạn thích nhuyễn hơn thì có thể là cho vào máy xay cũng được. Bây giờ mình sẽ cho tiếp vào đây một chút dầu ăn này. Cái phần muối ớt của mình đã xong rồi, bây giờ mình sẽ đi ướp cá nhé. Nó nhìn màu nó đỏ thế này nhưng mà vì mình dùng ớt sừng ấy nên nó cũng sẽ không cay và màu nó rất là đỏ, rất là đẹp. Sát đều lên cá này, hai mặt. Sau đó thì mình ướp khoảng độ 15 đến 20 phút thì mình sẽ bắc nồi lên mình nướng nha. Trong thời gian đó các bạn có thể làm nóng lò này, nếu món này nướng than hoa cũng rất là ngon. Đấy, trong thời gian ướp cá mình có thể làm nóng lò hay là nướng thổi bếp than lên đều được. Sau khi ướp 15 phút thì mình sẽ cho bạn này vào cái nồi chiên mà mình đã làm nóng sơ qua rồi nhé. Thì mình có ướp qua với cá một chút dầu để cho cá của mình nướng nó không bị khô, thì nó được ngon hơn. Gạt bớt ớt ra cho nó đỡ bị cháy. Mình sẽ nướng 180 độ trong vòng 7 đến 10 phút đầu. Bây giờ mình sẽ lật mặt nhé. Nướng lượt 2 thì mình sẽ nướng bằng nửa thời gian của mặt trước thôi.
cá nó cũng đã chín sơ rồi. Mình sẽ nướng khoảng độ thêm 5 phút. Bây giờ lò của chúng mình đã kêu rồi, mình sẽ gỡ cá ra này. Đấy, cá đã nướng chín vàng rất là ngon, mùi rất là thơm nữa. Chúng mình đã cùng nhau hoàn thành xong món cá bớp nướng với ớt. Món này thực hiện thì khá là nhanh. Mọi người có thể tranh thủ cái thời gian cá nướng trong lò mình nấu những món ăn khác thì rất là tiết kiệm thời gian. Nếu như còn thắc mắc gì về món ăn này thì mọi người có thể comment ở dưới để mình giải đáp nhé. Và hãy nhớ đón xem những video tiếp theo của Bếp Son. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.